Rồi, cá chơi châu Phi lại được lên đồ chơi đây các bạn. Hôm nay Huy sẽ dẫn các bạn đi gắn hai cái đuôi carbon cho em nó. Thì hai cái miếng này giá thị trường hiện tại bây giờ rơi vào khoảng từ 8 tới 12 triệu tùy thương hiệu nha các bạn. Thì cặp của Huy cầm trên tay đây là có giá khoảng 8 triệu. Ok. Rồi, soi chi tiết cho các bạn thấy nè. Rất là đẹp. Thì carbon Huy cũng nói nhiều rồi ha. Cứng hơn thép mà nhẹ hơn nhôm, và giá thành thì nó mắc, tại vì để sản xuất ra mấy cái này thì tốn nhiều công đoạn lắm các bạn, và tốn nhiều nguyên vật liệu lắm. Theo như Huy tìm hiểu là cỡ 1 tấn nguyên liệu đi thì làm ra được 500 kg, là hao hụt mất 50% nguyên vật liệu ban đầu để tạo ra máy này, thành ra là nó vẫn cứ mắc gì đó, không có hy vọng là càng ngày nó càng rẻ đâu. Mắc thì nó vẫn cứ mắc. Đây các bạn soi chi tiết nè, nó vẫn như những cái món carbon mà xưa giờ Huy độ. Thấy không? Tại vì trước là Huy có đổ cái này rồi nè, cái ốp bình xăng nè. Thì bây giờ Huy muốn là nó có thêm những cái chi tiết carbon ở phần đuôi cho nó hợp lý tiệp với cái ốp bình xăng. Và sau khi đổ cái này xong thì chắc Huy sẽ đổ thêm cái mặt nạ phía trước nè, kiểu như là để cho nó một cái đường thẳng luôn, không? Từ đầu xe ra tới ốp bình xăng rồi ra tới cái đuôi đó. Và đặc biệt là bạn nào mà đi Yamaha R1 á, thì các bạn nên đổ cái đuôi này. Tại vì trên con Yamaha R1 mà đời từ 2015 tới 2020 tới bây giờ nó vẫn bị cái lỗi đó. Huy sẽ chỉ cho các bạn lý do tại sao. Ok. Đó, đây nè. Thì cái dàn áo mà Huy đang đi á, nó cũng là dàn áo lô rồi, dàn áo Huy mua ở Trung Quốc. Nhưng mà bản chất là dàn áo zin của R1 thì nó vẫn bị cái lỗi đuôi này các bạn. Cái đuôi của nó là hai lớp. Một cái lớp nhựa đen ở trong là nó bắt với lại cái sườn, và một cái lớp nhựa màu ở ngoài nè. Thì hai cái lớp này, đó, hai cái lớp này nè, nó chạy theo thời gian nó sẽ bị tách ra như thế này. Đồ zin chính hãng cũng vậy luôn nha các bạn. Thì theo kinh nghiệm của Huy chạy hai con R1, một con là Huy đập thùng và con này thì Huy mua lại, thì chạy một thời gian nó sẽ bị. Cái hàng chính hãng á, thì giữa hai cái lớp này á, các bạn biết nó dán lại bằng gì không? Dán bằng keo 3M. Đồ zin cũng vậy luôn. Thì các bạn khi mà chạy tốc độ cao á, từ từ nó rêm nó cũng tách ra. Và khi nó tách nó hở mé mé này ra thì nước nó lọt vào, từ từ nó càng tách nhiều hơn nữa. Và các bạn biết một cái điều là do cái yên của R1 nó rất là cao á, thành ra là khi mình, ví dụ mình ngồi vậy nè, ai mà không quen á, cái ngồi bước xuống mà cái chân móc vô cái dè đằng sau nè, thì nó tách ra nó gãy luôn. Xe của bạn Huy bị trường hợp như vậy rồi, bước xuống xe ha, qua cái chân móc vô cái gãy cái miếng này ra luôn. Thì cái lỗi này là cái lỗi dàn áo của R1, đồ zin chính hãng nó cũng bị. Thì lý do tại sao mà nhiều bạn khi mà mua xe về là nên thay hai cái miếng này bằng carbon luôn. Thứ nhất là nó đẹp, không có rêm. Rồi mình nhìn vô những cái chi tiết á, nó không có bị tách ra. Huy thì Huy thích những cái chi tiết nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà nó phải hoàn hảo. Cái cảm giác chơi xe là không phải độ nhiều đắt tiền không, mà độ mà cảm giác cái xe mình nó chỉnh chu á, thì cái cảm giác đó là cái cảm giác thích thú nhất luôn. Thì thế hai cái miếng này vô, nếu mà hai cái miếng zin á, hai cái miếng zin của đồ chính hãng á, thì nó cũng 10 mấy triệu các bạn, mặc dù nó vẫn chỉ là nhựa thôi. Vậy tại sao mình không thay hai cái miếng carbon vô, đúng không? Nếu mà bạn nào lỡ đi mà có gãy bể cái này á, thì mình mua carbon về mình gắn luôn. Nó vừa đẹp, tăng giá trị xe, ngầu hơn nữa. Rồi bây giờ kể về hai cái miếng carbon ha. Cái này cũng vui lắm nè. Hai cái miếng này á, là Huy được tặng. Huy có đứa bạn, nó cũng chạy chiếc R1 giống như Huy nè. Anh chạy cái anh bị té. Anh té xong rồi anh gỡ hai cái miếng này ra, tại vì nó té xong rồi nó bị bể các bạn. Gỡ hai miếng này ra, nó thay hai miếng zin vô rồi bán xe luôn. Thì hai cái miếng này khi mà bể thì nó gỡ ra, thì Huy kêu thôi, không làm gì cho Huy đi, Huy về Huy để đó, có gì sau này Huy làm lại Huy xài. Cái về bỏ vô tủ đồ, tủ kho cả năm trời không đụng gì tới. Cái bữa giờ dọn nhà lấy ra cái, đúng cái mình đang cần luôn. Tại vì xe mình chạy một thời gian nó bị tách hai cái miếng nhựa sau đuôi ra. Cái Huy mới post lên mạng, Huy kêu giờ đi sửa hai cái miếng này lại ở đâu ta. Cái xong cái có anh, một anh bạn trên Facebook của Huy, thì ảnh là chủ của thương hiệu Haki Carbon á, ảnh vào BM ảnh kêu để anh sửa cho. Và anh sửa cho Huy thì ảnh miễn phí, không lấy tiền hết á. Huy cũng muốn qua quay cái tiệm của ảnh, qua coi cái quá trình anh sửa lại như nào, mà từ hai cái miếng carbon mà bị bể, bị chạy xước á, mà ảnh làm lại mới ken như vậy luôn các bạn. Nhìn vô là không thấy dấu vết gì mà đã từng là bị bể, bị té luôn á. Xong rồi kể từ đó Huy thay đổi quan điểm luôn. Kiểu như là bây giờ dàn áo á,
mình về mình cứ đổ carbon, mình không phải sợi hết á. Mình chạy mà lỡ có chạy xước, nứt bể thì mình đi phủ keo epoxy lại, nó vẫn như mới thôi. Ừ, nó vẫn như mới nè, không khác gì luôn á. Đó, mà nhẹ đẹp, tăng giá trị xe nữa. Trước đây Huy suy nghĩ cho chơi carbon, rồi lỡ nó bị bể, bị chạy xước là mình phí tiền, tại vì một cái miếng của nó rất là mắc. Nhưng mà bây giờ kể từ khi làm xong là Huy thay đổi suy nghĩ luôn. Thì cái anh bạn trên Facebook đó của Huy á, thì Huy có hẹn rồi, một ngày nào đó qua thăm xưởng của ảnh, coi thử cái quá trình làm carbon như thế nào. Thì ảnh có làm carbon cho cả siêu xe luôn á các bạn. Ừ, làm cho Rolls Royce, làm cho mấy cái xe sang đồ, Mercedes đồ. Còn mô tô thì ảnh ít làm lắm, nhưng mà kiểu ảnh thấy Huy cần á, cái ảnh kêu thôi đưa ảnh làm cho. Và ảnh làm ảnh tặng luôn á, miễn phí luôn, ảnh không lấy tiền. Cảm ơn ảnh rất là nhiều. À, mà nói về đồ carbon được cho tặng đó thì xe Huy nhiều lắm các bạn ơi. Nè, cái dè sau là 3 triệu mấy. Nè, cái dè chút xíu nè, 3 triệu mấy là Huy cũng được tặng. Rồi cái dè đằng trước, cắn bùn đằng trước, 5 triệu mấy, Huy cũng được tặng luôn. Xe đồ tặng nhiều lắm. Biết sao giờ, cũng được nhiều người yêu mến thôi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, ngại quá. Thì bây giờ Huy sẽ dẫn các bạn đi gắn hai cái miếng này lên xe ha. Tại vì cái miếng này là Huy bắt có cây bô nữa, gỡ ra thì phải có đồ nghề tùm lum hết, không có tự gắn ở nhà được. Nhiều cái cờ lê ốc vít lắm. Hồi xưa thì Huy tự gỡ đồ ở nhà, nhưng mà bây giờ vô trong đây thì nhà không có gara, không có sân để mình làm, phải ra tiệm. Đây, bây giờ đi gắn. Ta đến cả buổi rồi, ông cameraman lạc đường giờ ông mới tới. Xe đem vô trong quay rồi các bạn. Thì chỗ này là HBB rửa xe, Huy cũng dẫn các bạn qua đây rửa mấy lần rồi nè, nhớ không? Đây, giờ đem vô đây. Xe đang trong quá trình xì ba. Đó. Thì bình thường Huy hay qua đây rửa xe. Lâu lâu có gắn mấy món đồ chơi gì cũng đem qua đây cho mấy bạn bên đây rửa gắn luôn. Thích, làm kỹ là Huy thích. Giờ đứng chờ thôi. Ước gì ở nhà mình có một góc như thế này các bạn ha. Cứ cuối tuần rảnh là lấy xe ra làm. Nhưng mà rất tiếc là mình ở chung cư không có set up được. Chứ nếu mà về ngoài quê là vô tư. Thì một cái điểm mà Huy rất là thích khi mà bước qua tiệm HBB đó là các bạn xem nè. Đây nè. Cái này là phong cách của người Nhật nè, phong cách 5S nè. Các bạn tìm hiểu cái phong cách 5S làm việc của người Nhật thì các bạn sẽ thấy những cái này rất là hay ha. Gọn gàng, ngăn nắp, sắp xếp là theo thứ tự. Đó. À. Có cái này là chưa được 5S lắm nè. Tại vì theo phong cách của người Nhật khi mà làm việc á, là cái ba lô á là không được để lên bàn, phải để dưới chân bàn. À, thích ghê, có một góc này ở nhà là hết bài. Trong thời gian chờ đợi, ở đây có một chiếc Sonic. Thấy nhiều bạn cũng kêu Huy làm clip rồi á, nhưng mà chưa có mượn được xe. Thôi để bữa nào mượn làm clip cho các bạn xem ha. Huy cũng tò mò là những chiếc xe này chạy nó như thế nào. Tại thú thật là xưa giờ chưa bao giờ chạy mấy dòng như thế này luôn. Chưa bao giờ chạy mấy dòng underbone như vậy luôn á. Để nào chạy thử. Gắn xong rồi nha các bạn. Rất là đẹp. Nhưng mà nhìn con xe có vẻ nó hơi bị chìm ha. Thôi giờ bữa Huy lên hết vàng carbon luôn, xong là mình đi lên tem. Là lúc đó nó đẹp ngay, không phải lo hết. Rồi nãy gắn nó hơi không được vừa với cái con ốc, thì mình khoan cho nó vừa. Nó cũng là chuyện bình thường thôi các bạn ơi. Tại vì những cái món carbon này nó làm đôi khi nó không được fit lắm. Mình về mình cắt xẻ đồn xíu cho nó vừa. Sau này các bạn có độ vàng áo á, mà thấy gắn không vừa thì cứ để thợ họ làm, gắn vừa là được. Đừng có sợ vậy là có bị hư đồ gì không, không sao đâu. Xưa giờ Huy gắn mấy món đó là chuyện bình thường. Thì một số hãng ví dụ như là Fuxix. Fuxix là cái lường của Huy nè. Đó, nó mắc lắm. Thì gắn lên nó có thể vừa, không cần phải độ. Nhưng mà những cái hãng khác thì mình phải cần làm. Ví dụ như carbon Thái Lan rồi đó. Thì giờ qua đây sẵn rồi Huy đẩy xe ra rửa cho sạch sẽ luôn. Tí nữa mà rảnh thì có đi dán miếng tem ngay đây nữa, cho nó có điểm nhấn xám xám cái đuôi ha. Chắc clip này Huy cũng xin được kết thúc tại đây luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tới đây. Nếu mà các bạn thích clip này thì nhớ bấm like và đăng ký kênh La Gia Huy.
để theo dõi những video tiếp theo của Huy nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.